Xin chào, mừng các bạn đến với kênh Lan Rừng Hàng Độc Serai Bắc Tây Nguyên. Trước mặt mình đây là đại chủ kênh Lan Rừng Đồng Bào Tây Nguyên thì đang phối hợp với mình để quay một clip bán cho mọi người một cái loại lan rất là đẹp. Hôm nay là thứ bảy, ngày 15 tháng 9. Thì trước mặt các bạn đây là một cái lô, đây là lan lan rừng cẩm báo. Hàng rừng con tum luôn. Hôm nay thì được số lượng tương đối là kha khá, khoảng vài chục bó. Thì các bạn lưu ý, cái thằng này á, cái thằng cẩm báo rừng con tum này á, là một cái loại lan rễ gió. Đó, rễ gió các bạn thấy nó rễ rất là đồ sộ. Thì rễ gió cho nên nó sống rất là khỏe. Thì có thể là trong vài ngày tới các bạn nhận hàng á, thì có thể là nó, một số cái vết bầm dập hoặc là một vết nó bị gãy dập lá như thế này á, thì nó sẽ có dấu hiệu nó vàng vàng. Nhưng mà không sao, tại vì cái thằng cẩm báo này sống rất là khỏe. Cái lá nó y như cái kiểu lá của thằng lan hồ điệp công nghiệp ấy. Nhưng mà cái bông của nó thì nở nó rất là lâu. Bông nó thơm, nở to nè. Một chùm của nó có tới 5-7 bông lận. Và nó có những cái bông nó màu vàng, có những cái đốm màu nâu. Nó rất là giống cái kiểu da con báo, cho nên người ta gọi là cẩm báo. Đây là những cái trái sau khi mà ra hoa nó đậu quả. Như vậy. Ra hoa nó đậu quả. Thì trước mặt các bạn đây thì mình có hai loại. Cái loại thứ nhất đây là những cái bó lớn các bạn, là mình phân là cái loại bó lớn, tức là những cái cây lớn á. Đó. Một bó lớn thì có giá 300.000. Đó. Trong đó thì các bạn được 3, 2, 3, 4 cái cây rất là khỏe, to khỏe, lá đẹp. Còn đây mình sẽ cho các bạn xem một số cái mẫu loại lớn nha. Đây, nhiều cây lắm. Nhiều cây và cái bó nó cũng lớn nữa các bạn. Ê, chết rồi, rớt mất một mâm rồi. Đây các bạn, nhiều cây. Rồi, cái bó thứ hai á, cái loại thứ hai là loại nhỏ có giá 200.000, cũng được nhiều cây. Thì mỗi một cây chúng ta trồng một chậu, ví dụ như mình đây, mình trồng đây các bạn. Này, cái này cũng là mình lấy cái loại này mình trồng đây, mình trồng thời gian trước này. Thì các bạn xem này, đơn giản thôi, các bạn trồng chậu đất này, rồi các bạn bỏ nó vào, rồi các bạn dùng cái dây hoặc gì chúng ta giữ cho nó cố định bên trong. Thì thời gian sau cái rễ này, rễ nó phát triển đây. Đó, rễ nó phát triển rồi thì cây nó sẽ xanh lên như thế này, rất là đẹp các bạn. Đó, mùa hoa nó rất là đẹp. Bên này thì mình có một cái cây to hơn và các bạn xem bộ rễ nó phát triển rất là mạnh ha, trắng trắng đó, cái đầu rễ màu xanh đó, lá nó đây. Đó. Đây mình ít chăm ấy, mình để tự nhiên không mà nó như thế này các bạn, không có phân bón gì hết. Còn với những cái loại này các bạn về cứ mỗi một cây như thế này, các bạn tách ra một chậu cho mình. Cứ mỗi một cây các bạn trồng một chậu thì đảm bảo các bạn là. Nhưng các bạn lưu ý nha, cái thằng thân mỏng á, thân mỏng nước vậy thì chúng ta thời gian đầu chúng ta mới trồng nó sẽ có những cái vết xây xước do cái quá trình vận chuyển, thứ hai là do quá trình cho hái ở rừng về, cho nên là trong cái thời gian một tuần đầu các bạn không nên tưới nước nhé, không một tuần đầu các bạn cứ chấp nhận để cho nó héo, nhưng mà nó sẽ không chết đâu. Sau khi nó héo rồi, các cái vết sẹo vết thương nó liền rồi thì các bạn lúc đó hãy tưới nước. Và các bạn lưu ý là chúng ta tỉa bớt rễ đi nha. Đó. Thì các bạn lưu ý là một bó nhỏ như ở cái phía dưới này nè, đây là 200.000. Còn cái bó này là 300. Đó. Nhìn thế này chứ được có vài chục bó thôi các bạn. Đó, các bạn về trồng thì sẽ được những cái giò lan rất đẹp như thế này. Hoa cẩm báo thì nổi tiếng rồi. Và anh em lưu ý là chỉ nhắn tin thôi nha. Các bạn nhắn tin đến số điện thoại của Đại thì chỉ cần nhắn cho mình là theo cái cấu trúc là họ tên, địa chỉ. Họ tên nè, địa chỉ nè, số điện thoại nè và cái số lượng các bạn cần mua. Thì nếu mà mình nhận đơn mình sẽ ok, chốt ok. Gửi tin nhắn là ok thì nó sẽ ship code cho các bạn thanh toán tiền nhà. Và các bạn lưu ý là các bạn lấy loại 200 hay 300 thì các bạn phải báo nha. Loại lớn thì 300, loại nhỏ thì 200 một bó. Và mỗi một bó chúng ta có thể trồng được từ 3-4 chậu. Rồi, bắt đầu nhận đơn mọi người nha. Chào tất cả mọi người.